những cái gì mà liên quan tới thận, suy thận, đau thận, rồi nó sinh ra phù nước, giữ nước, uống cái đó hết rất là lẹ, trị viêm luôn đó. Chị mua về đó, xong rồi mình cho vô nước sôi, mình luộc lên, rồi mình lấy nước mình uống. Cho nên đó là đối với bác sĩ Christopher là vị ân nhân của nhân loại đó. Lúc đó là mình cứ nửa tiếng mình uống, một bó đó mình uống trong một ngày. Nửa tiếng uống lần, nửa tiếng uống một lần, nó lọc. Và em đã giúp cho những người em làm nail xuất, họ tới đó, em giúp cho họ rồi, họ trở lại, họ kể kết quả đó, rất là ngạc nhiên. Parsley, parsley. Dạ. Rồi, đó, có khi có hai ngày thôi, cái chân của mình nó phù nước to đó, vì thận nó không có lọc được đó, là nó xẹp ngay trong vòng hai ngày, và lúc đó không còn đau lưng nữa. Đã có những cái chị mà ngày xưa cha Thắng gửi cái bài đó đi, nó nói rồi chị đó uống, thì kể lại cho em, đi vào nhà thương bị phù to quá, cái bác đó 80 tuổi.